Những ngày cận Tết cũng là lúc các đối tượng trộm cắp cướp giật tăng cường hoạt động. Nhờ chủ động theo dõi tình hình, dân quân và công an phường Bình Thuận, quận Hai Châu đã vừa bắt giữ một đối tượng đang trộm cắp xe máy. Lúc 16 giờ 45 phút ngày 17 tháng 1 năm 2022, lực lượng dân quân thường trực phường Bình Thuận, quận Hai Châu tuần tra độc lập trên địa bàn phường thì phát hiện cảnh sát khu vực đang truy đuổi đối tượng nghi vấn. Ngay lập tức lực lượng đã tiến hành áp sát, ngăn chặn, khống chế, bắt giữ đối tượng tại trước số nhà 408, suyệt H84, bà xuyệt Sáu Hoàng Diệu và giải về trụ sở công an phường. Khai thác nhanh lực lượng chức năng xác định đối tượng tên là Võ Văn Tuấn sinh năm 1985, trú tổ 10 phường Hòa Minh quận Liên Chiểu, có 4 tiền án trộm cắp xe máy. Đây là vụ trộm thứ năm đối tượng đang thực hiện trộm cắp xe máy thì bị phát hiện và trốn sự truy đuổi của cảnh sát. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.